Trước mắt sẽ là trận đấu rất được chờ đợi của ngày thi đấu hôm nay, trận chung kết nội dung của nữ giữa VTV Bình Định Long An và Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Đây là hai trọng tài chính điều khiển trong trận đấu ngày hôm nay, gồm có trọng tài số 1 ông Trần Việt Thắng và trọng tài số 2 là ông Lã Quang Hòa. Chắc chắn trận đấu chung kết giữa VTV Bình Định Long An và Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Đây là đội xuất phát của các cô gái Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng, gồm có số 5 đội trưởng Hoàng Thị Hoàng Hát, số 7 Trần Tú Linh, số 9 Trần Vĩ Thủy, số 14 Xuân Hải Thiết Che, số 17 Nguyễn Thị Xuân và số 19 là Lý Thị Luyến. Libero của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng là Lê Thiên Thanh Liên. Huấn luyện trưởng của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng là huấn luyện viên người Thái Lan ông Vanachote. Đây là đội xuất phát của các cô gái VTV Bình Định Long An, gồm có số 1 Nguyễn Thị Trà My, số 2 đội trưởng Đặng Thị Kim Thanh, số 7 Đặng Thị Mỹ Duyên, số 10 Lê Như Anh, số 14 Xuân Hai Võ Thị Kim Thoa, số 15 Hermia Evan. Libero của VTV Bình Định Long An là Nguyễn Khánh Đăng, còn đây là ông Lê Thái Bình, huấn luyện trưởng của VTV Bình Định Long An. Ở trong trận đấu đầu tiên, các cô gái VTV Bình Định Long An trong trang phục áo xanh và thi đấu ở phần sân phía bên tay phải màn nhỏ của quý vị và các bạn. Đây là trận tái đấu của hai đội tại giải đấu năm nay. Đây là gương mặt rất đáng chú ý bên phía VTV Bình Định Long An, chuyền hai Thích Cha người Thái Lan, người đã để lại dấu ấn đậm nét trong áo của đội bóng VTV sư đoàn Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. VTV Bình Định Long An thực hiện quả phát bóng trước và người thực hiện quả phát bóng là Kim Thoa. Tình huống điều chỉnh số 1 không tốt của Hồng Hát. Đã có điểm số đầu tiên dành cho VTV Bình Định Long An trong trận đấu tại vòng bảng. Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng đã có được chiến thắng với tỷ số 3-0. Đó là trận đấu mà các cô gái VTV Bình Định Long An đã bắt nhịp không tốt. Nhưng sau đó, ở những trận đấu vừa qua họ đã chơi hoàn toàn lột xác. Vẫn còn. Pha bám chắn tốt. Lý Thị Luyến và Tú Linh đã có tình huống bám chắn thành công quả đập của Trà My. Trước khi diễn ra trận chung kết nội dung của nữ thì trận tranh hạng 3 đã kết thúc với chiến thắng đầy kịch tính 3-2 dành cho đội chủ nhà Ninh Bình Liverpool Bank trước Bộ Tư lệnh Thông tin. Trong trận bán kết với Bộ Tư lệnh Thông tin, các cô gái VTV Bình Định Long An đã chơi rất xuất sắc. Nổi bật là Kim Thành và Khánh Đăng. Kim Thành sẽ thực hiện quả phá bóng. Người đội mũ là huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ông Nguyễn Tuấn Kiệt và ngồi bên tay phải ông là ông Lê Chí Trường, tổng thư ký của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt đã có mặt tại nhà thầu thể thao tỉnh Ninh Bình để theo dõi phong độ của các tuyển thủ. Những gương mặt xuất sắc tại Cúp Hoa Lư cũng như tại vòng 1 sắp tới sẽ được huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt điền tên tham dự SEA Games 32. 3-1 cho VTV Bình Định Long An. Những phút thi đấu vừa qua, các cô gái Hóa Chất Đức Giang Hà Nội đang thi đấu khá chuệch choạc. VTV Bình Định Long An gặp một chút bất lợi khi ngày hôm qua họ thi đấu trận bán kết thứ hai kéo dài đến 5 set trước Bộ Tư lệnh Thông tin. Điều đó khiến cho Kim Thành cùng các đồng đội bị ảnh hưởng ít nhiều về mặt thể lực. Lại thêm một điểm nữa cho VTV Bình Định Long An. Đội bóng áo xanh đang nhập cuộc rất tốt. Rõ ràng khi sự tự tin đã trở lại thì các cô gái của Bình Định Long An đang chơi khá thăng hoa. Ngoại trừ trận đấu đầu tiên khi cảm giác bóng không tốt, họ thi đấu choạch choạc trước đối thủ
hóa chất đi ra tia sáng trận đấu đầu tiên của vòng bảng. Nhưng kể từ trận đấu thứ hai trở đi, đội bóng của huấn luyện viên Lê Thái Bình đã thi đấu tốt hơn rất nhiều. Long An đều đã phải trải qua những trận đấu 5 set rất vất vả. Họ đánh bại Galaxyco Thái Bình với tỷ số 3-2 trong trận đấu thứ hai của vòng bảng. Và bán kết họ cũng đánh bại Bộ Tư lệnh Thông tin với tỷ số 3-2 vào ngày hôm qua. Nhưng với sức trẻ của mình thì các cô gái Bình Long An hồi phục khá nhanh. Hóa chất đi sang tia sáng đã cắt được chuỗi liên điểm của Bình Long An. Rất đông người bộ đã có mặt tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Ninh Bình để theo dõi trận chung kết này. Rất nhiều người là cổ động viên của Hóa chất đi sang tia sáng đã có mặt trực tiếp ở nhà thi đấu. Đó là quả đánh của Hermie Evan. Tay đập người Đắk Lắk cũng đã dần bắt nhịp được với lối chơi của đội bóng mới. Trong chiến thắng 3-2 trước Bộ Tư lệnh Thông tin, Hermie Evan cũng đã thi đấu tròn vai. Đó là quả đánh của Tú Linh. Và kết thúc của Bích Thủy. Ba sáu cho Hóa chất đi sang tia sáng. Tú Linh thực hiện quả phát bóng. Tú Linh đã chơi rất tốt trong trận bán kết trước đội chủ nhà Ninh Bình Liverpool Bank. Lỗi chuyền một của Kim Thành. 4-6 cho Hóa chất đi sang tia sáng. Kim Thành đã thể hiện rất tốt vai trò nhạc trưởng của VTV Bình Điền Long An tại Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay. Kể từ khi được huấn luyện viên Lê Thái Bình giao cho chơi vị trí chủ công, cô đã thi đấu rất tốt. Nhưng vừa rồi Kim Thành lại một lần nữa có tình huống điều chỉnh chuyền một không tốt, để rồi Bình Điền Long An đã mất điểm. Tú Linh thường xuyên có những pha phá bóng rất khó. Tiếp tục là quả phá bóng của Trần Tú Linh. Bóng chạm chắn ra ngoài sân sau quả đập của Trà My. 7-5 cho Bình Điền Long An. Có nói các khán đài của nhà thấu thể thao tỉnh Ninh Bình gần như đã kín chỗ. Có khoảng hơn 3.000 người mộ đã có mặt ở nhà thấu để theo dõi các trận đấu của ngày thấu cuối cùng tại Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay. Với tốt của Nguyễn Thị Xuân. 6-7. Đội bóng áo vàng đã rút ngắn cách biệt xuống còn 1 điểm. Họ đang dần bắt nhịp được với trận đấu. Theo quan sát của chúng tôi tại Cúp Hoa Lư năm nay thì Hóa chất Đức Giang tia sáng là đội bóng có lối chơi nhuyễn nhất. Huấn luyện viên Van Achote đã đến Việt Nam trong hơn 3 tháng qua. Vâng, cùng với các học trò của mình vẫn đang xây dựng một lối chơi triển vọng hơn. Hồi Mê Bàn thực hiện quả phá bóng. Chuyển một tốt. Khả năng phòng thủ của Long An trong trận đấu bán kết là rất tốt. Vừa rồi các chân sẵn của Đức Giang tia sáng đã hóa giải được quả đập của Kim Thành. Đó là tình huống bám chắn của Nguyễn Thị Xuân.
Sau khi trận đấu này kết thúc, khoảng 30 phút sẽ là trận hình vận tranh hạng 3 của Nam giữa Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương và Hà Tĩnh. Trận chung kết, trận đấu cuối cùng của giải dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 15 giữa đội chủ nhà Ninh Bình Liverpool và Biên Phòng. Điểm số bây giờ đã được cân bằng 8 đều. Việc có được chiến thắng 3-0 tại vòng bảng chắc chắn giúp cho các vận động viên Hà Tĩnh tia sáng, có được sự tự tin lớn khi Hà Nội tái đấu ở trận chung kết này. Bên kia lưới, Kim Thành cùng các đồng đội đang có được sự hưng phấn sau những màn thể hiện tuyệt vời vừa qua. Có lẽ huấn luyện viên Thái Bình cần xin tạm dừng trận đấu để hội ý khi mà Long An đang có những sự choạch choạc. Như vậy là huấn luyện viên Lê Thái Bình đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Cần phải nhanh chóng cắt mạch hưng phấn của đối phương. Quá chất đi ra tia sáng đã liên tiếp có được những điểm số và đã vừa lên. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, người đội mũ ngồi giữa hàng dưới, vẫn đang chăm chú theo dõi. Đây là hai đội bóng sở hữu nhiều những cầu thủ quốc gia, những cầu thủ có phong độ tốt tại Cúp Hoa Lư cũng như tại vòng 1 sắp tới chắc chắn sẽ được góp mặt trong danh sách triệu tập của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 32 vào tháng 5 ở Campuchia. Và bàn chắn tốt của các cầu thủ Long An. 9 đều. Tình huống giáp chắn rất nhanh và người đã hóa giải thành công của đợt vừa rồi là Lê Như Anh. Mặc dù Lý Thị Luyến đã chạy chiến thuật khá quyết liệt. Cơ hội cho Long An. Cú đập tốt của Kim Thành. Đội 9. Sau khi xin tạm dừng trận đấu để hội ý, Bình Định Long An đã ghi hai điểm liên tiếp cực kỳ quan trọng để lấy lại tinh thần, lấy lại sự tự tin. Với một đội bóng gồm nhiều những cầu thủ trẻ thì tinh thần đóng một vai trò rất quan trọng. Pha xử lý của Lý Thị Luyến. 10 đều. Cú đánh không quá tốt của Lý Thị Luyến nhưng cô vẫn ghi điểm. Phát bóng ra ngoài sân. Điểm được ghi cho Bình Điền Long An. Vẫn còn. Chuyền bóng hơi xa lưới và Trà My đã không thể thắng được hàng chắn của đối phương. 11 đều. Đó là tình huống chuyền bóng của libero Khánh Đăng. Bóng hơi thu. Trà My đã không còn nhiều góc đánh ở tình huống vừa rồi. Lỗi chuyền một của Hermie Evan. Bây giờ hóa chất Đức Giang tia sáng lại vươn lên dẫn trước, nhưng cách biệt cũng chỉ là một điểm mà thôi. Lý Thủy Yến thực hiện quả phao bóng. Pha vợt đánh nhanh rất hay của các cầu thủ Long An.
và người kết thúc là đội trưởng Đặng Thị Kim Thành, 12 đều. Sau khi kết thúc cúp Hoa Lư chỉ 8 ngày thì các đội bóng của bảng A sẽ bước vào vòng 1 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay. Vòng 1 diễn ra từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 19 tháng 3. Các trận đấu của bảng A diễn ra từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3. Sau đó các trận đấu của bảng B sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3. Bảng A được tổ chức ở nhà thi đấu Bắc Ninh. Điểm số đã được ghi cho các cô gái Long An. Quả đập của Trà My, bóng đã chạm chắn của Hóa Chất Đức Giang tia sáng ra ngoài sân. Hà Nội vẫn đang bám đuổi rất xì xào từng điểm số 1 ở trong set đấu đầu tiên này. Đúng với sự kỳ vọng của người hâm mộ, rất kịch tính. Vẫn còn. Quả đập tốt của Tú Linh. Tuy nhiên trọng tài xác định bóng đã đi ra ngoài sân. Bóng không chạm chắn của Bình Điền Long An. 14-12. Sốc lại tinh thần sau trận ra quân, đội bóng của huấn luyện viên Lê Thái Bình đã chơi rất tốt và nổi bật là Kim Thành. Tướng bỏ chuyền. Tại giải đấu năm nay, cây chuyền hai người Thái Lan Thiết Trà đã có rất nhiều những pha đánh hai chuyền đầy hiệu quả. Đó cũng có thể là một thứ vũ khí bí mật của Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Khi đã hơn một lần Thiết Trà thực hiện những tình huống đánh hai chuyền. Vẫn còn. Tình huống bám chắn tốt của Tú Linh. 14 đều. Sự cuồng nhiệt của các cổ động viên trên khán đài đang giúp cho tinh thần của các cầu thủ dưới sân được tiếp thêm động lực. Họ đang thi đấu đầy máu lửa. Đúng với tính chất của một trận chung kết, cài đều tràn đầy quyết tâm thi đấu với hơn 100% khả năng của mình. Quả đập của Nguyễn Thị Xuân. 15-14. Mỹ Thiên vào sân thay cho Kim Thành bên phía Bình Điền Long An. Đường chuyền hơi sát lưới, nhưng đó là tình huống xử lý rất tinh tế của Trà My. 15 đều. Điều thú vị là tại vòng 1 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia sắp tới, Bình Điền Long An và Hóa Chất Đức Giang tia sáng nằm chung bảng với nhau. Và xử lý tốt của Nguyễn Thị Xuân. Vấn đề của Nguyễn Thị Xuân đó chính là nền tảng thể lực. Nếu như có được nền tảng thể lực tốt thì Nguyễn Thị Xuân vẫn là cây ghi điểm cực kỳ ấn tượng bên phía Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Và phòng thủ hay. Cuối cùng các cô gái Bình Điền Long An đã giành điểm. Mười sáu đều. Vẫn là một thế trận rất giằng co. Nguyễn Lan Vy vào sân để thay cho Trà My bên phía Bình Điền Long An. Và Lan Vy sẽ thực hiện quả phát bóng. Cả Long An và Hóa Chất Đức Giang tia sáng nằm ở bảng B
tại vòng 1 của giải vô địch quốc gia sắp tới. Pha xử lý tinh tế của Nguyễn Việt Xuân. Ngoài ra bảng B còn có Bộ Tư lệnh Thông tin, Hà Phú, Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một bảng đấu rất kịch tính khi Hóa Chất Đức Giang, Tia Sáng, Bình Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin đều được giá rất cao. Tình huống điều chỉnh số 1 không tốt của các cô gái Long An. Ngay sau đó thì Lý Thị Luyến với chiều cao của mình đã chớp thời cơ trên lưới. Cách biệt 2 điểm đã được tạo ra và niềm vui của các cổ động viên Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng trên khán đài. Vẫn còn. Trong pha xử lý thứ 3 của mình thì Hermia Ban vẫn chưa thể ghi điểm. Hermia Ban không có ai chắn nhưng Eban cũng không thể thu ra một quả đập thực sự hiểm hóc. Tiếp tục là Eban. Bây giờ thì cô gái người Đắk Lắk đã ghi điểm. Tầm cắt bóng khá cao của Hermia Ban. Việc Thanh Thúy không thi đấu tại giải vô địch quốc gia và người bộ hy vọng hơn mẹ bàn phần nào giúp cho sức mạnh của đội bóng được cải thiện sau khi vắng Thanh Thúy. Mà các tay chắn của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng đã bắt bài được pha phối hợp của Bình Điền Long An. Vừa rồi huấn luyện viên Lê Thái Bình đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Đội bóng công đã để cho đối phương dẫn trước với khoảng cách 3 điểm. Trận đấu bắt đầu bước vào giai đoạn rất quan trọng. Như thường lệ thì các cổ động viên của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng luôn khuấy động các khán đài trong những trận đấu quan trọng của đội nhà. Tại các giải đấu mà Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng tham dự, mục tiêu của đội bóng này không gì khác là chiếc vô địch tại Cúp Hoa Lư Bình Điền cũng như chiếc vô địch tại giải vô địch quốc gia. Ba mùa giải vừa qua, đội bóng của ông bầu Đào Hữu Huyền đều đã cán đích ở vị trí Á quân. Kim Thành vẫn còn. Những pha bỏ nhỏ sẽ rất khó để có thể đánh bại được hàng sau của đối phương. Lỗi của các cô gái Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Rõ ràng đó là lỗi của đội trưởng Hồng Hát. Lỗi cướp bóng. Pha phá bóng khá hiểm hóc. Quả đập tốt của Kim Thành. 19-20. Sau khi xin tạm dừng trận đấu để hội ý, đội bóng của huấn luyện viên Lê Thái Bình đã ghi liền 2 điểm. Và cách biệt bây giờ chỉ còn lại có 1 điểm mà thôi. Quả phá bóng của Lê Như Anh. Rất tiếc là Như Anh đã phá bóng quá dài. 21-19. Mắc lỗi rất đáng tiếc trong thời điểm nhạy cảm của trận đấu.
Hồng Ngát cũng đã chơi rất tốt trong trận bán kết trước các cô gái chủ nhà Ninh Bình Liverpool Spain. Vẫn còn Tú Linh, và xử lý rất khéo léo của Tú Linh. Tình huống vỗ bóng vào khoảng trống giữa sân bên phía Bình Điền Long An. Tiếp tục là quả phát bóng của Hồng Ngát. Chuyền bóng tốt. Bóng trong sân. 23-19. VTV Bình Điền Long An đã hết quyền xin hội ý. Tiếp tục là quả phát bóng của Hồng Ngát. Lợi thế không hề nhỏ dành cho đội bóng áo vàng để họ có thể giành chiến thắng ở trong set đấu này. Cú đập rất tốt của Kim Thành. Cắt điểm dù muộn nhưng phần nào cũng sẽ giúp cho Bình Điền Long An lấy lại sự tự tin. Khoảng cách đang là 3 điểm. Cần có một tình huống bám chắn tốt để có thể giành điểm số 21 đối với các cô gái áo xanh. Cơ hội lại đến với Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Lần này thì Lý Thị Luyến đã thành công. 24-20. 4 set point cho đội bóng của huấn luyện viên Vanachote. Rõ ràng lối chơi của Hóa Chất Đức Giang tia sáng nhuyễn hơn so với đối thủ bên kia lưới. Cúp Hoa Lư Bình Điền là giải đấu để các đội bóng cọ sát, thử nghiệm để tìm ra đội hình tốt nhất và bịt những lỗ hổng trước khi bước vào giải vô địch quốc gia. Đó là pha kết thúc của Bích Thủy. Và trận đấu đầu tiên đã kết thúc với chiến thắng 25-20 dành cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Đó là trận đấu mà Bình Điền Long An đã khởi đầu tốt. Tuy nhiên ở những giai đoạn cuối cùng của trận đấu này, họ đã có những sai sót để rồi phải nhận thất bại với tỷ số 20-25. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với set đấu thứ hai, trận chung kết nữ giữa hai đội Hóa Chất Đức Giang tia sáng và VTV Bình Điền Long An. Và trong set đấu thứ hai, các cô gái Hóa Chất Đức Giang tia sáng thi đấu ở phần sân bên phía tay phải mà nhỏ của
quý vị và các bạn. Họ đã có được chiến thắng với tỷ số 25-20 ở trong trận đấu đầu tiên. Tình huống bắt bóng một không tốt của Herbie Evan. Vẫn còn. Quả đập tốt của Kim Thành. Việc các quả áo xanh đã phải trải qua trận đấu kéo dài đến 5 set ở trận bán kết thứ hai ngày hôm qua trước Bộ Tư lệnh Thông tin, rõ ràng đã ảnh hưởng đến nền tảng thể lực của Kim Thòa và các đồng đội. Những pha phối hợp của họ đã thiếu đi sự thanh thoát. Trọng tài xác định bóng đã đi ra ngoài sân. Những quả đập của Trà My, của Kim Thành vẫn chưa có được lực tốt nhất những gì mà họ thể hiện ở trong trận đấu ngày hôm qua. Trong đó Hóa Chất đưa ra tia sáng có nhiều hơn một ngày nghỉ, sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Đó là một lợi thế không hề nhỏ đối với đội bóng áo vàng. Pha bắn chắn tốt của các cô gái Long An. 2-1. Đó là tình huống phòng thủ trên lưới thành công của Trà My. Pha phá bóng tốt của Mỹ Duyên. Người vừa ghi điểm là Bích Thủy. Bích Thủy và các đồng đội ít nhiều cũng đã dần quen với các điều chuyển tốc độ của Tichaya. Pha phá bóng của Tichaya. Chạy bóng ra ngoài sân. Ba hai cho VTV Bình Điền Long An. Huấn luyện viên Văn A Chiêu Tê của Hóa Chất Đức Giang tia sáng không giấu giếm xây dựng một lối chơi tốc độ cho đội bóng của ông. Ông đã đưa về cây truyền hài Thích Trà, người có khả năng chuyền bóng ở tốc độ cao. Nhưng các đánh của Hóa Chất Đức Giang tia sáng cần phải thích nghi nhanh hơn nữa. Điểm số được cân bằng 3 đều. Khả năng phân phối bóng rất hợp lý và có nhiều biến hóa của Thích Trà đã giúp cho các trận đánh của Hóa Chất Đức Giang tia sáng gặp nhiều thuận lợi hơn trong các pha dứt điểm. Tại giải đấu này họ đã gặp những đối thủ rất mạnh là Bình Điền Long An và đội chủ nhà Ninh Bình Liverpool Bank. Đó là những bài kiểm tra đầy chất lượng cho tham vọng của Hóa Chất Đức Giang tia sáng tại giải vô địch quốc gia sắp tới. Lỗi pha bóng của Trà My. 4 đều. Trong khi Hóa Chất Đức Giang tia sáng đặt mục tiêu rất cao là giành chức vô địch, thì bên kia lưới khi không còn Thanh Thúy trong đội hình, ban lãnh đạo của Bình Điền Long An đặt một mục tiêu tương đối khiêm tốn là Chu Hạ. Điều đó sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ của Long An giảm tải áp lực và bắt đầu họ sẽ tiến sâu tại giải đấu năm nay, giống như cái cách mà Thái Bình đã đặt mục tiêu ở mùa giải năm ngoái. Họ cũng chỉ đặt mục tiêu chu hạng mà thôi, nhưng đã đi một lèo đến trận chung kết để đăng quang. Với một tập thể gồm nhiều những cầu thủ trẻ, việc đặt mục tiêu chu hạng là một mục tiêu có thể nói là đầy khôn ngoan của ban lãnh đạo đội bóng để giảm tải áp lực cho các cầu thủ. Họ sẽ bước vào các trận đấu với một sự thoải mái để có thể phát huy được hết khả năng của mình. Năm đều. Những diễn biến đầu tiên của set đấu thứ hai cũng đang diễn ra rất kịch tính. Lỗi phá bóng của Herbie Evan. Hai tình huống phá bóng liên tiếp của các cô gái áo xanh đều là những pha phá bóng lỗi. Trước đó là Trà My.
Pha bàn chắn tốt của Lý Thị Luyến và Trần Tú Linh. 7-5. Việc đồng đội không có được những pha điều chỉnh chuyền một tốt cũng khiến Kim Thòa gặp khó khăn để phân phối bóng. Lại là một tình huống điều chỉnh chuyền một rất choạch choạc. Cơ hội ghi điểm đến với Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Vẫn còn tình huống phòng thủ tốt của Trà My. Những đường chuyền của Kim Thòa đang khá sát lưới. Không có nhiều góc đánh dành cho Kim Thành. Và huấn luyện viên Lê Thái Bình đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Rõ ràng lợi thế về nền tảng thể lực đang giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Vanachute có được một sự nhỉnh hơn. Kim Thành và các đội đã vắt kiệt sức trong trận đấu kéo dài đến 5 set vào ngày qua trước Bộ Tư lệnh Thông tin. Họ chỉ có chưa đầy 24 giờ nghỉ ngơi và hồi phục. Vì thế, ít nhiều vẫn còn những sức ý của các cô áo xanh ở trong trận đấu vô cùng quan trọng này. Trong hai giải đấu liên tiếp tại Cúp Hoa Lư Bình Điền thì VTV Bình Điền Long An đều đăng quang. Họ đánh bại Usun Thái Bình vào năm 2021. Sau đó đánh bại Bộ Tư lệnh Thông tin vào năm ngoái. Lại có thêm một điểm nữa dành cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Kim Thành và các đội đang thật sự gặp khó khăn trong việc ghi điểm. Vẫn còn. Và đá bóng ra ngoài của Tú Linh. Khi giải vô địch quốc gia đã khá cận kề và nhiều đội bóng đã có sự góp mặt của các ngoại binh. Trong đó, Hóa Chất Đức Giang tia sáng là đội bóng có ngoại binh sớm nhất. Đó chính là chuyền hai Tiết Tre. Cô đã có khoảng 3 tháng tập luyện với các đồng đội. Vì thế mà Tiết Tre đã tỏ ra hòa nhập khá nhanh tại giải đấu này. Đó là một hàng chắn rất tốt của các cô áo vàng. Lý Thị Luyến có chiều cao lên đến 1m91. Cô chính là cầu thủ cao nhất trên sân. Và khi Lý Thị Luyến có mặt trên sân, cô sẽ có rất nhiều lợi thế để có được những pha phòng thủ tốt trên lưới. Rất khó. Bóng sang biên và sang lưới, góc đánh không còn nhiều. Thì rất khó để Kim Thành có thể thoát được hàng chắn của đối phương. Kim Thòa đã rời sân. Quý Huyền là người vào sân thay cho Kim Thòa ở vị trí chuyền hai. Kim Thòa đã có những tình huống chuyền bóng chưa thực sự hợp lý trong những diễn biến vừa qua. Chuyền một tốt. Bây giờ thì Kim Thành đã cắt điểm. Đây là Lý Thị Luyến, cô gái cao đến 1m91. Tại làng bóng chuyền nữ Việt Nam, Lý Thị Luyến chỉ cao sau Trần Thị Thanh Thúy, cầu thủ cao 1m93. Tốt của Lý Thị Luyến.
7. Hai trận đấu gần nhất, thi đấu 10 set, rõ ràng ảnh hưởng lớn đến nền tảng thể lực của các cô gái VTV Bình Điền Long An trong quá trình chuẩn bị cho vòng 1 của họ. Và bắt được một lỗi của Khánh Đàm. 13-7. Chắc chắn huấn luyện viên Lê Thế Bình vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Ban lãnh đạo của công ty hóa chất Đức Giang cũng đã có mặt để cổ vũ cho đội bóng, trong đó có ông bầu Đào Hữu Huyền, một người rất đam mê với môn bóng chuyền. Lại là lỗi chuyền một của các cô gái áo xanh, ít nhiều đã xuất hiện dấu hiệu tâm lý của Bình Điền Long An. Họ không còn có nhiều sự tự tin như những diễn biến đầu tiên của set 1. Hóa chất Đức Giang Tia Sáng đang có số điểm gấp đôi so với đối thủ. Những pha bắt bước một rất khó khăn của Bình Điền Long An. Ngược lại thì Hóa chất Đức Giang Tia Sáng đang thi đấu với một sự tự tin rất cao. 15-7. Và phát bóng ở tầm rất cao của Tú Linh. Huấn luyện viên Lê Thế Bình đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Việc góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải có thể coi là một thành công của Bình Điền Long An, khi họ đã khởi đầu không tốt với trận thua nhanh trước Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Dù sao đối với các đội bóng thì Cúp Hoa Lư Bình Điền chỉ mang tính chất là một giải đấu giao hữu để các huấn luyện viên cho các cầu thủ cọ sát, tìm ra những điểm yếu để hoàn thiện đội hình. Hầu hết các đội bóng đều không đặt nặng thành tích tại giải đấu này, đều quan trọng là họ rút ra được điều gì khi bước vào vòng 1 của giải vô địch quốc gia sắp tới. Với Bình Điền Long An tại vòng 1 sắp tới, khả năng họ sẽ không có ngoại bình. Vì vậy mà đội bóng của huấn luyện viên Lê Thái Bình ít nhiều cũng sẽ gặp khó khăn khi nằm chung bảng với các đối thủ sừng sỏ như Hóa chất Đức Giang Thiên Sáng và Bộ Tư lệnh Thông tin. Nhưng mùa giải vẫn còn rất dài, vẫn còn cả vòng 2 ở phía trước. Các đội bóng vẫn có những tính toán của riêng mình. Rất nhiều đội bóng đều có kế hoạch bổ sung ngoại binh ở vòng 2. Và chỉ cần một ngoại binh chất lượng thôi, như Thái Bình ở mùa giải vừa qua, hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Bản thân Hóa chất Đức Giang Tia Sáng, ông bầu Đào Hữu Huyền cũng có ý định đưa một ngoại binh đẳng cấp châu Âu về thi đấu ở vòng 2, kể cả khi ông đang có Tricia. Bởi mỗi đội bóng tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia đều được quyền đăng ký hai ngoại binh, trong đó một cầu thủ được phép thi đấu trong sân. Điểm được ghi cho Long An. Rõ ràng việc không có chủ công số 1 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy đã ảnh hưởng rất lớn đến sức mạnh của Bình Điền Long An. Và kết thúc rất gọn của Bích Thủy. Quá hiểu nhau. Đường truyền và đà di chuyển của Bích Thủy trong pha kết thúc vừa rồi là cực kỳ ăn khớp. Đó là pha kết thúc của Trà My. 10-16. Hóa chất Đức Giang Tia Sáng và Bình Điền Long An sẽ gặp nhau trong
trận đấu tại giải vô quốc gia vào ngày 18 tháng 3. Khi vòng một của giải vô quốc gia bảng B được tổ chức ở nhà đấu Gia Lâm, đó là một lợi thế cực lớn với các cô gái Hoa Chất Vi Gia Tươi Sáng khi họ được thi đấu trên sân nhà, một không gian quen thuộc và được sự ủng hộ hết mình của khán giả nhà. Pha phá bóng tương đối khó, quả đập rất mạnh của Nguyễn Thị Xuân. Mười bảy mười một. Những pha chuyền bóng như đặt của Thi Trè rất mượt mà. Đó là tình huống chớp thời cơ trên lưới của Hồng Ngát. Với sự xuất hiện của Thi Trè thì Hồng Ngát cũng đã phát huy được rất tốt khả năng của mình, đặc biệt là lực của những cú đánh. Rõ ràng Thi Trè đã làm tốt hơn sức mạnh của các đồng đội. Khi đã tự tin thì đánh kiểu gì cũng ghi điểm. 19-1 cho Hóa Chất Vi Gia Tươi Sáng. Một pha phối hợp chiến thuật hay, rất nhuần nhuyễn. Chuyền bóng quá thấp. Kể từ khi vào sân thì Quý Huyền cũng chưa thực sự có được sự nổi bật so với Kim Thành, Kim Thoa trước đó. Điểm được ghi cho Long An. 12-19. Trà My thực hiện quả phá bóng. Trà My sinh năm 2004. Năm nay cô mới 19 tuổi. Và kết thúc lỗi của Hồng Ngát. 13-19. Vẫn là một khoảng cách rất lớn. Tiếp tục là quả phá bóng của Trà My. Trà My cao 1m77, cô đã có một tình huống phá bóng rất tốt, đã bẻ gãy được chuyền một của đối phương. 14-19. Quả phá bóng thứ ba liên tiếp của Trà My. Không có cầu thủ nào nhảy lên bắn sẵn ở tình huống đập bóng vừa rồi của Nguyễn Thị Xuân. 20-14. Khi điều chỉnh chuyền một tốt thì các cô gái Hóa Chất Vi Gia Tươi Sáng luôn có rất nhiều sự lựa chọn, nhờ sự biến hóa trong những điều chuyền của Thi Trè. Vẫn là pha kết thúc rất tốt của Nguyễn Thị Xuân. 21-14. Lý Tú Liên đã chạy chiến thuật để hút chắn của đối phương và chỉ có một mình Như Anh nhảy lên để bắt chắn ở trong tình huống vừa rồi. Thi Trà đã có rất nhiều những pha chuyền để lừa chắn đối phương rất tốt. Đó là đẳng cấp của tay chuyền người Thái Lan. Khi điều chỉnh chuyền một tốt thì Thi Trà thường xuyên khiến cho hàng chắn của đối phương gặp quá nhiều khó khăn trong việc đeo bám ở trên lưới. Vì vậy mà các tay đánh của Hóa Chất Vi Gia gặp rất nhiều thuận lợi để ghi điểm.
kỹ thuật không thành công của Tú Linh. 15-22. Có lẽ không còn cơ hội dành cho Bình Điền Long An ở trong trận đấu thứ hai này, khi cách biệt đã là 7 điểm, một khoảng cách quá lớn. Lan Vy thực hiện quả phát bóng. Chuyển một tốt. Vẫn còn. Chà vẫn đang chơi rất nổi bật. Một thuận lợi của Trường Hành người Thái Lan. Đó là việc huấn luyện viên trưởng của Hóa Chất Đi Ra Tia Sáng cũng là một người Thái Lan. Vì vậy cô hiểu tất cả những gì mà ông truyền đạt. Phát bóng ra ngoài sân. 23-16. Nguyễn Đức Xuân thực hiện quả phao bóng. Vẫn còn. Bóng ra ngoài sân. Và kết thúc lỗi của Mỹ Hằng. Đánh nhanh ở vị trí số 3. Vì vậy mà các cô gái Bình Điền Long An đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc ghi điểm. Trận đấu tài đã khép lại với cách biệt lên đến 9 điểm thuộc về Hóa Chất Đi Giang Tia Sáng. Một thế trận hoàn toàn lấn lướt của đội bóng huấn luyện viên Vana Chote. Và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ ba trận chung kết nữ giữa hai đội Hóa Chất Đi Giang Tia Sáng và VV Bình Điền Long An. Hai trận đấu đầu tiên đã khép lại và các cô gái áo vàng Hóa Chất Đi Giang Tia Sáng đều có được chiến thắng. Họ thắng trong trận đấu đầu tiên với tỷ số 25-20 và ở trận đấu vừa qua là 25-16 để dẫn trước 2-0. Cũng giống như trận đấu của hai đội tại vòng bảng thì Hóa Chất Đi Giang Tia Sáng không gặp quá nhiều khó khăn trước VV Bình Điền Long An, nhờ một sự đồng đều và sự biến hóa trong việc điều tiết lối chơi của Tichaya. Trong đó Bình Điền Long An đã mất quá nhiều sức lực
trong trận đấu kéo dài 5 set ngày hôm qua với Bộ Tư lệnh Thông tin. Họ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, để hồi phục. Vì vậy mà những cú đánh của họ không còn có được lực tốt nhất. Rất nhiều bất lợi dành cho Bình Điền Long An. Còn Hóa Chất Đức Giang Tươi Sáng lại có quá nhiều thuận lợi. Họ có một ngày nghỉ để chuẩn bị cho cuộc đối đầu này. Pha phản bóng tốt của Kim Thành. 2-1. Chuyển một tốt. Vẫn còn. Những pha phòng thủ lăn xả của các cầu áo vàng. Nhưng gọi lại đến với Bình Điền Long An. Quả đập tốt của Trà My. 3-1. Đây là trận đấu mà các nhà đương kim vô địch Quốc Hoa Lư không được phép thua. Họ cần phải có được chiến thắng để tiếp tục duy trì hy vọng bảo vệ thành công chiếc vô địch. Trong hai giải đấu liên tiếp vừa qua, Bình Điền Long An đều đăng quang. Nhưng đó là hai giải đấu họ có đội hình mạnh nhất. Vẫn còn. Trà My đã xoay cổ tay quá nhiều để lách chắn của đối phương. Và pha kết thúc của số 1 bên phía Long An, bóng đã đi ra ngoài sân. Trà My là một trong những cầu thủ trẻ thi đấu nổi bật của Long An. Năm nay Trà My mới có 19 tuổi. Cô sẽ có một tương lai rất được chờ đợi. Một pha xử lý lỗi của Hermie Evan. Hermie Evan cần phải gạt bỏ những áp lực khi cô thay thế vị trí của Thanh Thúy. Khi khoác áo Đắk Lắk, Hermie Evan cũng đã phát huy rất tốt khả năng của mình. Điểm được ghi cho Hóa Chất Đức Giang Tươi Sáng. So với chính mình ở Đắk Lắk thì tại giải đấu này Hermie Evan chỉ đạt được khoảng 60-65% phong độ của chính mình. Hy vọng vào giải vô địch quốc gia cô sẽ có được phong độ cao nhất. Tất nhiên các đội bóng đều tính toán điểm rơi phong độ rơi vào giải vô địch quốc gia. Rất nhiều các đội bóng vẫn đang tập nặng khi tham dự Cúp Hoa Lư. Họ chỉ xả xếp nghỉ khoảng 4 đến ngoài trước khi bước vào giải đấu chính thức. Vì vậy mà lối chơi của hầu hết các đội vẫn chưa có được sự thanh thoát. Quả phá bóng của Mỹ Duyên. Phá bóng hơi dài. Mỹ Duyên số 7 và Kim Thành số 2 là hai chị em ruột bên phía Bình Điền Long An. Kim Thành sinh năm 1999, còn Mỹ Duyên sinh năm 2003. Đó là cú đánh của Hermie Evan. Trà My thực hiện quả phá bóng. Khi chuyển một tốt thì rõ ràng Thi Trà có quá nhiều sự lựa chọn để thực hiện những pha chuyền chiến thuật. Giá như các đội bóng của Việt Nam đều có những chuyền hàng xuất sắc như Thi Trà
thì các tay đánh của chúng ta sẽ còn thi đấu bùng nổ hơn nữa. Bóng chuyền Việt Nam vẫn đang học tập theo mô hình của bóng chuyền Thái Lan. Bóng chuyền nữ Thái Lan đã đạt đến đẳng cấp châu lục và thế giới. Bóng rất sát lưới và Nguyễn Đức Xuân vừa rồi đã chạm lưới sau quả đập của mình. 6 đều. Tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay, nhiều những đội bóng đã thuê các cầu thủ đến từ Thái Lan. Pha phập lỗ nhịp giữa Thisha và Lý Thị Luyến. Phần thủ bóng rất hiệu quả và hợp lý. Tướng đẩy bóng ra biên 4 rất tuyệt vời của Thisha. Và Hồng Ngát đã tung ra một quả đập đầy uy lực. Rất khó để đối phương có thể bắt bài được những đường chuyền của Thisha. Việc đào tạo được một chuyền hai tốt ở Việt Nam là cực kỳ khó đối với tất cả các đội bóng của Việt Nam, kể cả nam và nữ. Việc chúng ta có một chuyền hai xuất sắc luôn là rất khó khăn. Số lượng chuyền hai tốt của Việt Nam chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lá phổi của đội bóng, vị trí trọng yếu của đội bóng đóng vai trò cực kỳ quan trọng, nhưng chúng ta không có được vị trí đó, những con người ở vị trí đó một cách xuất sắc. Tám bảy cho Bình Điền Long An. Các cầu thủ áo xanh đã chơi rất tập trung ở trong trận đấu thứ ba này. Vẫn còn, nhưng cội ghi điểm lại đến với Hóa Chất Đức Giang Thứ Sáng. Vẫn là một pha phập lỗ nhịp giữa chuyền hai Thisha và Lý Thị Luyến. 9-7 cho Bình Điền Long An. Đội trưởng Hồng Ngát đã rời sân và người vào thay vị trí của cô là Hoàng Hồng Hạnh. Bây giờ thì Thisha và Lý Thị Luyến đã tìm thấy nhau. Một pha phối hợp tốt. Việc Thisha có mặt ở Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng sẽ giúp cho Lý Thị Luyến, cho Bích Thủy hoàn thiện hơn rất nhiều. Và đó là dấu hiệu tốt dành cho Lý Thị Luyến để cô có thể cạnh tranh một vị trí ở mũi đánh nhanh tại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Chúng ta hiện đang có nhiều những tay đánh nhanh xuất sắc như Bích Thủy, như Nguyễn Thị Trình. Nhưng rất tiếc là ở Cúp Hoa Lư năm nay và nhiều khả năng là tại vòng 1 của giải vô địch quốc gia, Nguyễn Thị Trình vẫn sẽ thi đấu ở vị trí đối chuyền trong áo của Ninh Bình Liverpool Bank. Tại Cúp Hoa Lư năm nay, Nguyễn Thị Trình đã thi đấu rất mờ nhạt khi phải thi đấu ở vị trí trái sở trường. Những quả đập bóng của cô hầu hết đều không có lực tốt. Đó là điều dễ hiểu khi bước đà của một chủ công khác rất nhiều so với bước đà của một phụ công. Những điều truyền cho chủ công cũng rất khác so với những điều truyền cho phụ công. Điểm số bây giờ đã là 10 đều. Lỗi bước 1 của Hermia Van. Đội tuyển Nhật Bản vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc điều chỉnh chuyền một.
điểm yếu của các chủ công của bóng chuyền Việt Nam phần lớn là những tình huống điều chỉnh chuyền một, và họ thường được bao chuyền một. Và cú đúp đơn giản của Bích Thủy 12-10. Có vẻ như Đức Giang Tia Sáng đã bắt đầu chơi tập trung để có thể bứt lên ở trong trận đấu thứ ba này, qua đó giải quyết trận đấu càng nhanh càng tốt. Xét về mặt thực lực thì rõ ràng Đức Giang Tia Sáng được cái giá nhỉnh hơn, lối chơi của họ cũng nhuần nhuyễn hơn. Trong trận đấu tại vòng bảng trước Thái Bình, hóa chất Đức Giang Tia Sáng cũng đã gặp rất nhiều khó khăn mới có được chiến thắng với tỷ số 3-2. Kim Thành thử quả phá bóng. Chuyền một tốt. Pha phập đánh chồng rất hay của các quả hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Những tình huống đánh chồng thường xuyên đánh bại hoàn toàn được hàng chắn của đối phương. Và hàng thủ thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tiết Trà để lại dấu ấn quá đậm nét ở giải đấu này. Phát bóng, chăn bóng, chuyền bóng gần như không có điểm yếu. Pha bám chắn của Bích Thủy. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Đường chuyền hơi thấp của Kim Thoa. Và Mỹ Duyên đã không thể vượt qua được Bích Thủy bên kia lưới. Nhưng pha phá bóng của Thích Trà cũng rất hiểm hóc. Vị trí chuyền hai là vị trí đau đầu nhất của hóa chất Đức Giang Tia Sáng trong nhiều năm qua. Năm ngoái họ có sự phục vụ của cây chuyền hai đến từ Thái Bình, Nguyễn Thị Thủy. Nhưng ở trận chung kết, Nguyễn Thị Thủy không được thi đấu khi hóa chất Đức Giang Hà Nội ngày đó đối đầu với đội bóng chủ quản của Nguyễn Thị Thủy. Và đó là lý do khiến cho đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thị Hòa đã thua nhanh Thái Bình với tỷ số 0-3. Trận đấu mà Thái Bình có sự chói sáng của tay đập chủ lực Polina. Thái Bình đã sở hữu một chủ công đẳng cấp châu Âu. Điều đó đã giúp cho đội bóng quê lúa đăng quang đầy thuyết phục. Với bóng chuyền nữ thì một chủ công nổi bật hoàn toàn có thể giúp cho một đội bóng tầm tầm bậc trung giành được chức vô địch như Thái Bình ở mùa giải năm ngoái. Mười sáu mười hai, cách biệt 4 điểm đã được tạo ra. Điểm được ghi cho Bình Điền Long An. 13-16. Quả phá bóng của Lan Vi. Điểm được ghi cho hóa chất Đức Giang Tia Sáng. những đường chuyền của Thi Trà luôn làm rối loạn hàng chắn của đối phương. Đó chính là sự khác biệt mà cô gái người Thái Lan mang tới ở giải đấu năm nay. Chắc chắn các chuyền hai của Việt Nam sẽ học tập được rất nhiều phong cách thi đấu của Tia Sáng.
tư duy chiến thuật rất sắc bén. Cái biệt đã là 5 điểm và VTV Bình Thuận Hoàn phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Cơ hội để đội bóng của huấn luyện viên người Thái Lan ông Vanachute giành chức vô địch là rất lớn. Họ dẫn trước 2-0 và đang dẫn với cách biệt 5 điểm ở trận đấu thứ 3 này. Đó là pha kết thúc của Hermes Evan. Rõ ràng Hermes Evan chưa có được phong độ cao nhất so với khi cô còn thi đấu cho Đắk Lắk. Quá hay. Và cái lúc rất gọn của Nguyễn Thị Xuân. Hàng chắn của đối phương luôn bối rối khi đối mặt với họ bên kia lưới là cây chuyền hài rất tốt, rất chất lượng, rất đẳng cấp. Tichaya đập bóng tốt và kết thúc của Kiên Thành. Phát bóng ra ngoài sân. 20-15. Những đường chuyền biến hóa của Tichaya thực sự khiến cho hàng chắn của Long An gặp quá nhiều khó khăn. Vì vậy mà khả năng phòng thủ trên lưới của họ trong trận đấu này là cực kỳ hạn chế. Mặc dù Long An thường được biết đến là đội bóng có khả năng bám chặt tốt. Sau cú hòa lư thì chắc chắn huấn luyện viên Lê Thái Bình sẽ rút ra được rất nhiều những bài học kinh nghiệm. Giải đấu mang tính chất tập huấn cho các đội bóng để tìm ra một đội hình tối ưu trước khi bước vào vòng 1 của giải vô địch quốc gia. Đó là pha xử lý của Tichaya. 21-16. Cơ hội giành cúp hòa lư lần đầu tiên trong lịch sử của Hóa chất Đức Gia Hà Nội đang đến rất gần. Lý Tú Luyến thực hiện quả phá bóng. Chuyền một tốt. Bóng đã chạm cột giới hạn. Tuống xin lỗi của Trà My. 22-16.
điểm được ghi cho Long An. Tại cúp Hòa Lư, VTV Bình Định Long An đã có 3 lần đăng quang. Lần đầu là vào năm 2008 và 2 năm liên tiếp vừa qua, các năm 2021 và 2022. Tại cúp Hòa Lư chỉ có 2 đội bóng giành chức vô địch ở nội dung của nữ, đó là Bình Định Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin. Bộ Tư lệnh Thông tin có 4 lần, còn Long An có 3 lần. Năm nay sẽ có một nhà tân vô địch. Tại giải vô địch quốc gia thì Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin cũng là những đội bóng giàu thành tích nhất. Bộ Tư lệnh Thông tin có 12 chức vô địch quốc gia, còn Bình Điền Long An có 4 chức vô địch quốc gia. Hai tư 17, 7 match point, 7 championship point, 7 cơ hội để hóa chất đứng sàng có chiếc cúp. Phát bóng rất hiểm hóc và trận đấu đã khép lại. Tỷ số của trận đấu thứ năm là 25-17. Niềm vui vỡ hòa của các cầu thủ hóa chất đứng sàng tia sáng khi lần đầu tiên họ giành một chiếc vô địch ở một giải đấu chính thức. Với một đội hình đồng đều và chất lượng được đầu tư bài bản trong những năm gần đây thì thành quả đã đến với đội bóng của ông bầu Đào Hữu Huyền. Xin chúc mừng Hóa chất Đức Giang tia sáng, dù đây là một sở hữu